Amis Bảo hiểm xã hội là dịch vụ phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử nằm trong nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA Amis, đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp phép cung cấp dịch vụ IVAN vào tháng 9 năm 2020. Với nhiều tính năng đột phá, hỗ trợ nghiệp vụ kê khai bảo hiểm xã hội nhanh chóng, hiệu quả và an toàn, Amis Bảo hiểm xã hội phù hợp triển khai cho mọi doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh với quy mô từ nhỏ vừa đến lớn. Amis Bảo hiểm xã hội giúp doanh nghiệp điện tử hóa hoàn toàn 19 thủ tục kê khai bảo hiểm xã hội, từ đó tiết kiệm 50% thời gian thực hiện các thủ tục kê khai bảo hiểm xã hội. Điểm đặc biệt ưu việt của Amis Bảo hiểm xã hội là phần mềm được kết nối đồng bộ với các hệ thống quản trị khác như phần mềm nhân sự, hệ thống của cơ quan bảo hiểm xã hội, chữ ký số điện tử, tạo thành một hệ sinh thái khép kín, giúp nhân sự kế thừa được các dữ liệu để nhập liệu và thực hiện kê khai với cơ quan bảo hiểm xã hội, từ đó tiết kiệm một nửa thời gian công sức cho nhân sự. Ngoài ra, Amis Bảo hiểm xã hội còn tự động tính số tiền bảo hiểm phải nộp, số tiền chi trả cho lao động và kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội để tự động phát hiện chênh lệch số liệu nếu có, từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm 80% thời gian tính toán và đối chiếu dữ liệu. Amis Bảo hiểm xã hội được phát triển theo các quy trình tiêu chuẩn bảo mật đạt chuẩn quốc tế như CMMI, ISO 9001, ISO 27001, SSL, CSA Star, giúp người dùng an tâm tuyệt đối về tính an toàn và bảo mật của dịch vụ phần mềm. Còn chần chừ gì nữa, anh chị hãy truy cập ngay địa chỉ amis.misa.vn để đăng ký trải nghiệm Amis Bảo hiểm xã hội ngay hôm nay.